Ok, xin kính chào quý bạn và quý vị. Chúc quý vị, quý bạn nhiều sức khỏe. Hôm nay thì sẽ mời anh em mình tới với cái chất âm của bộ cối tự hành Sony. Đặc biệt là cái bộ này nó xài bên trong là âm ly đèn, rể đèn. Cho nên cái tiếng nó sáng mà nó ngọt lắm. Nghe công nhận nó thích thật. Thì cái bộ này là dành cho anh em thích cái sự tiện lợi này. Nó tích hợp mà âm ly đèn, rể đèn, cối và loa. Đầy đủ mọi cái thứ gì liên quan đến một bộ dàn trong một cái sản phẩm duy nhất của Sony. Anh em có thể sử dụng cái này để cắm cái nguồn phát từ bên ngoài vào như đầu CD các thứ như một cái bộ dàn rời được luôn. Đó là cái sự tiện lợi mà mình thích cái bộ dàn này. Và điểm thích nhất là cái âm ly đèn nó ngọt lắm. Giá này 9 triệu 8. Xin mời anh em thưởng thức ha. Ok. Biết nhớ em nhiều cũng thế thôi, nhớ em có nhớ gì tôi từ nay. Thank you.
vui với cuộc đời đây đó, chỉ vui với bạn bè xuyên gió. Tôi không còn thương nhớ đến ai, chỉ vui với cuộc đời đây đó, chỉ vui với rồi. Ok ha, thì đó là những cái gì trong clip lần này mình muốn giới thiệu cũng như test âm thanh tới anh em. Anh em nghe hay đừng quên like ủng hộ mình. Hẹn gặp lại.